tính trên thế giới, tỷ lệ song sinh dính nhau là 1/200.000 trẻ sinh sống. Ca phẫu thuật huy động sự tham gia của 93 y bác sĩ, nhân viên y tế thành phố Hồ Chí Minh. Đến gần 19 giờ tối 15 tháng 7, ca phẫu thuật tách rời cặp song sinh dính liền kéo dài hơn 13 giờ, thành công tốt đẹp.